một loài cá rất đặc trưng của mùa nước nổi ở miền Tây, gắn liền với biết bao tuổi thơ và biết bao thế hệ của người dân nơi đây, đó là cá linh. Cá linh hay còn gọi là linh ngư, là chi cá thuộc cá chép. Chúng là loài cá trắng nên chỉ thích hợp ở môi trường nước chảy. Ở đồng bằng sông Cửu Long, cá linh là cá phổ biến vào mùa nước nổi. Chúng bơi khắp các đầm ruộng, sông dài, kinh to, rạch nhỏ, nhưng lại rất hiếm đối với các tỉnh vùng hạ lưu. Chúng có nguồn gốc từ biển hồ của Campuchia và cá linh chiếm khoảng 60-70% số cá trong mùa nước nổi ở An Giang. Dây thoại về cá linh. Dây thoại thứ nhất, trong tiếng Khmer gọi là Jay Lan hay là Jay Rear, thực ngữ cá linh được nhắc đến từ thời phong kiến ở Việt Nam do ghi chép của phương Tây như sau: Đức Thế Tổ Nguyễn Ánh từ Vòm Nao, con sông nối giữa sông Tiền và sông Hậu ở An Giang, nhưng vì thấy loài cá này nhảy vào thuyền, người sanh nghi nên không đi. Sao gọi lại, nếu đi thì khốn vì có binh phục của Tây Sơn, tại thủ chiến sai chợ thủ, nay thuộc huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Vì vậy, người đặt tên con cá ấy là cá linh để chi ăn. Dây thoại thứ hai, nghe các bậc tiền nhân kể lại, cá linh xuất hiện đầu tiên từ biển hồ trôi về sông Tiền, sông Hậu. Sau đó cá linh quay về cố hương là chùa Tháp. Lúc đó người ta gọi là cá linh. Theo thời gian lâu ngày, bà con miền Tây đọc thành cá linh. Dây thoại thứ ba, dây thoại này cho rằng loài cá này có tính linh thiêng đặc biệt. Cứ đến ngày mùng 10 tháng 10 âm lịch, chúng lại quay về nguồn cội. Chính vì vậy mà người dân gian gọi là cá linh. Cao niên sống ven sông Tiền, sông Hậu kể rằng mỗi năm cứ đến mùa nước nổi, cá linh từ thượng nguồn sông Mekong trôi dạt theo dòng nước cầu tràn về các sông, sông Rạch và cả đồng ruộng. Cá linh vốn là dòng cá có kích thước nhỏ bé, có những tú cá chỉ bằng đầu đũa ăn. Loài cá này có phần đầu hơi dẹp, mắt to tròn và lồi. Phần thân hình của cá tương đối dễ dài, lưng có màu xám xanh, phần bụng có màu trắng. Cá linh sống rất nhiều trên sông Mekong ở Campuchia, khu vực sông Chao Phraya của Thái Lan và một vài tỉnh ở miền Tây Việt Nam. Vốn có dòng cá kích thước nhỏ bé nên để chống tránh kẻ thù, chúng thường sống và di chuyển theo bầy đàn. Tháng 5 âm lịch hàng năm là thời điểm sinh sản của cá linh. Chúng thường đẻ trứng ở khu vực sông Mekong ở Campuchia. Trung bình mỗi lần sinh sản cá linh có thể đẻ từ 23.500 đến 90.500 trứng. Sau khoảng nửa ngày là trứng nở thành cá bột. Đến khi ngày 15 tháng 7 âm lịch, mùa nước lũ sẽ đẩy cá linh trôi về thượng nguồn về Đồng Tháp, An Giang và các tỉnh thuộc đồng bằng sông Cửu Long. Do kích thước nhỏ bé và thường sống trong những vùng lầy, thức ăn chủ yếu của chúng là những sinh vật phù du sống trong bùn đất. Trong họ cá linh có rất nhiều loài, nhưng phổ biến nhất ở Việt Nam vẫn là cá linh cám và cá linh ống. Cá linh như món quà mùa nước nổi được thiên nhiên yêu ái tặng cho vùng đất miền Tây với chất thịt ngọt mềm. Vì vậy, những món ngon từ cá linh đậm đà, béo ngậy sẽ khiến bất kỳ ai cũng phải xích so. Cái món đặc sản từ cá linh bao gồm lẩu cá linh bông điên điển, cá linh chiên giòn chấm mắm mè, cá linh nhúng giấm, cá linh kho mé, cá linh kho tiêu, cá linh kho lạc, cá linh kho me, cá linh kho mắm rốt, cá linh kho nghệ, cá linh chiên bông điên điển, cuối cùng là lẩu mắm cá linh. Trong những món cá trên, tùy theo khẩu vị mọi người, riêng mình chỉ khó nhất món cá linh nhúng giấm kèm theo một chai rượu đế 37 và vài người bạn là có thể lên bờ xuống ruộng với món này. Người dân miền Tây thật thà chất phác và đặc biệt là mến khách từ bao đời. Nếu có dịp về thăm An Giang vào mùa nước nổi tháng 7 âm lịch, các bạn nhớ thưởng thức món này nhé. À quên, nếu không chia sẻ về cách làm cá linh nhúng giấm thì các bạn không biết mùi vị của nó như thế nào. Bò nhúng giấm có lẽ đã khá quen thuộc, nhưng cá linh nhúng giấm hẳn sẽ khá lạ đối với nhiều người, đặc biệt là nhất là nồi nước dùng gồm giấm hòa với nước dừa tươi, nêm thêm chút gia vị ngò gai để có vị thanh chua, ngọt và thơm. Đứng khi ăn thì cho nồi nước lên, nhớ nó sôi nha các bạn. Muốn ăn bao nhiêu cá thì cứ nhúng bấy nhiêu. Cá linh vừa chín tới còn giữ độ ngọt kết hợp với vị giòn của bông điên điển, bông súng kèm vị cay cay của ớt, tạo nên một mùi hương khô quạch. Kèm thêm một ly cà phê, ta nói hết sảy con bà bảy. Nồi hàng năm cá linh nhiều vô số kể. Ngoài những món cá trên, cá linh còn dùng để làm nằm mắm và làm nước mắm cá linh rất nổi tiếng tại vùng đồng bằng sông Cửu Long. Không biết từ bao giờ người miền Tây Nam Bộ đã có câu hát đố quen thuộc: nước không chưng sao kêu nước đứng, con cá không thờ sao gọi cá linh. Mình vừa chia sẻ với các bạn quá trình vẽ tranh về một loài cá đặc trưng của vùng đồng bằng sông Cửu Long, vùng thượng nguồn sông Mekong, tỉnh An Giang, quê hương của mình, và chia sẻ về đặc tính sinh trưởng của loài cá này cũng như các món ăn xuất phát từ loài cá này. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần tiếp theo. Các bạn nào chưa đăng ký thì nhớ đăng ký ủng hộ mình nhé, để mình có động lực viết thêm và vẽ thêm nhiều tác phẩm khác. Xin cảm ơn và xin chào các bạn.